Nhím biển cái tên nghe lạ, nhưng mà rất quen, đó là loài cá nóc nhím, được không cô người yêu? Rủ đến nhà chơi, sáng đấy anh chàng trổ tài, nhím biển ươm chuối hột rừng. Với đội tài điêu luyện từng nấu ăn cho tổng thống, không làm khó được anh ấy. Chỉ vài thao tác, anh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu món này. Cả nhà người yêu được fan há hốc mồm, thành phẩm không thể kích thích hơn thế nữa. Anh em ơi, tôi nhìn đã chảy dãi rồi. Không biết anh em đã có dịp trải nghiệm món này chưa nhỉ?